Em Thùy xin chào toàn thể các bác đang theo dõi video của phiên ngày 21 tháng 1. Hôm nay em về tiếp tục những cái mã hàng để các bác nhà mình sưu tầm hoa Tết các bác ạ. Các bác mua hoa thì mình gọi điện trực tiếp hôm nay qua số điện thoại là 0974752462 các bác nhé. Hôm nay rất là nhiều cái mặt hàng để các bác nhà mình sưu tầm và lựa chọn luôn. Hôm nay em về được một cái mã, đó là mã băng băng của Đà Lạt. Hàng Đà Lạt này thì được cái là lá rất là đẹp, lá to xanh đẹp các bác nhé. Em xin nói qua một chút, đấy là cái hàng băng băng ấy thì thường thường cái lỗi của lá của nó là sẽ bị nứt lá hoặc là bị rách lá gì đấy. Nó đó là cái lỗi của tình trạng chung khi mà nuôi băng băng rồi. Còn cái hàng này thì nó đã thuần ở Đà Lạt rất là lâu năm, nên là các bác nhìn thấy là khi mà cái lá của nó lên ấy thì lá của nó rất là to và đẹp nhá. Size cốc là 3.5. Hàng băng băng thì em sẽ là cái hàng phân cành. Đấy. Là cái hàng phân cành các bác nhá. Đây à. Hôm trước em vừa ghép cho khách 3 cây mà nó nở ra rất là đẹp luôn các bác ạ. Băng băng Đà Lạt thì nó sẽ có một cái màu hoa rất là đậm, và thường thường ấy, cái dòng băng băng này hoa của nó nở khi mà nở hết nụ ấy thì nó phải rơi vào tầm khoảng đến tháng 3 cơ các bác ạ. Nó phải đến tháng 3 cơ. Đây, cái dòng băng băng này hôm nay nó là dòng băng băng phân cành phân nhánh, nó mới là đời hoa của đời đầu. Hoa của đời đầu nên là nó sẽ phân 2 đến 3 nhánh trên một cây như thế này. Đây em lấy thử một cây bác nhà mình xem nhé. Đây này. Nó sẽ phân 2 đến 3 nhánh trên một cần như thế này là đã rất là nhiều hoa rồi. Mà bông của nó là cái dòng bông to đại đẹp các bác nhá. Bông hồng đẹp lắm. Đẹp lắm. Em hôm nay chia sẻ với bác nhà mình là 180.000 trên một cây, size cốc 3.5, hàng rất là đẹp, cây tươi các bác nhá. Khi mà cái loại này các bác về nhà mình chơi xong ấy thì các bác có thể là trồng thuần, nó sẽ sống 100% luôn cho bác nhà mình. Đó. 2 cây với 1 cây không xích. 180.000 cho em chơi một cây các bác ạ. Tiếp theo em sang cái dòng trắng tuyết. Cái dòng trắng tuyết này được rất là nhiều các bác yêu cầu em phải lấy thêm, vì hàng này thật ra là các bác khi mà ghép lên chợ thì nó rất là đẹp. Hôm nay em về cái dòng trắng tuyết hàng chạy vườn con. Size cốc là 3.5, hàng 2 cần hoa như thế này. Còn cái đợt trước á, em bán bác nhà mình là có 1 cần thôi, nhưng mà đợt này là hàng 2 cần hoa phân nhánh nhá. Bông thì nó vừa mới nở được một vài bông thôi, nên là các bác trưng thì nó quá là rực rỡ luôn. Hôm nay là 160.000 cho em một cốc như thế này các bác ạ, 160 nhá. Các bác ơi, phải nói thật là hàng cận Tết thì giá của nó lên rất là nhanh. Kể cả là hôm nay mình lấy lô này giá như thế này, nhưng mà ngày mai có thể là nó sẽ lên 10.000 trên một cây là chuyện bình thường, đó là đi lấy xỉ. Nên là các bác nào mà chưa có thì nhà mình siêu tầm các bác nhá. Đây, trắng tuyết ạ, 160.000 cho em trên một cốc. Và tất cả những cái mã hồ điệp này là em đều từ 2 cốc em mới đi đơn. Ok chưa ạ? Tiếp theo bên này em còn một ít những cái mã, đó là đỏ chớp. Đỏ chớp là một nhá. À đây, bán cái con đỏ ớt đi. Đỏ ớt đây ạ. Như cái mã đỏ ớt này thì em sẽ để bác nhà mình làm 150.000 một cây. Đây là đỏ ớt hàng vườn các bác nhá, đỏ ớt hàng vườn. Tiếp theo đỏ chớp. Đỏ chớp này thì cũng để 150.000 luôn đi ạ. Còn có vài cây thôi. Cái đỏ chớp này em còn 3 cây nhá. Đỏ chớp em còn 3 cây. 150 luôn, để cái bác giá để cắt mã luôn đấy ạ. Với lại còn một cây cung hỷ phát tài. Một cây cung hỷ phát tài đấy ạ. Cây cung hỷ này thì là 150.000 luôn, giá cũng là 160. Đây, nó bị rách lá như thế này. Hàng vườn. Cung hỷ phát tài 150.000 luôn ạ. Cái màu đỏ này các bác ghép lên chậu đẹp lắm, nên là các bác nhà mình có thể là tham khảo cái mã màu đỏ này nha các bác nhé. Đây, em sẽ lên một cái mã, đó là mã thiên hồng. Mã thiên hồng. À, bảo bối ạ. Em lên cái mã bảo bối trước các bác nhá. Bảo bối thì em cũng còn một ít bảo bối thôi. Thì các bác vẫn biết là bảo bối của nhà em ấy, nó là cái loại mà phân cành, phân nhánh được rất là nhiều các bác siêu tầm và lựa chọn. Riêng cái mã bảo bối này là không biết bán bao nhiêu cho vừa nữa các bác ạ. Đây, bảo bối thì thường thường các bác cứ hay mua của nhà em. Đây cũng có một bác khách ở Hà Nội, các bác ghép một cái cây này, một cái chậu này là 12 cây bảo bối. Đẹp, cực kỳ đẹp luôn các bác ạ. Và cái nụ hoa của nó đang rất là vừa tầm. Đó, nụ hoa đang ở rất là vừa tầm luôn. 350.000 cho 3 cốc. Đây là bảo bối, size cốc là 3.5. Size cốc là 3.5 các bác nhé. 350.000 cho 3 cây ạ. Cây của nó phân cành, phân nhánh, phân tuế loe như thế này luôn. Nó phân rất là nhiều, size cốc là 3.5, hàng vườn nên là bộ rễ rất là đẹp các bác nhá. 350.000 cho em cho 3 cốc bảo bối ạ. Tiếp theo, mã thiên hồng. Em thanh lý cái mã thiên hồng này luôn nhá.
mã tiên hồng hay thanh lý là 220.000 cho ba cây thanh lý nốt đi các bác ạ. Vì là cái hàng này bông của nó bền thật đấy, nhưng mà còn có ít thôi nên em thanh lý nốt 220.000 cho ba cây. Đấy, cây đẹp lắm này. 220 cho ba cây các bác ạ. Và những cái mã này là em đều không bao gồm tiền cước vận chuyển các bác nhé. Em chỉ báo một mình giá tiền cây thôi các bác ạ. Đây, bên này em còn một cái đơn màu, đó là cái màu trắng ngọc đỏ ấy. Con này xinh lắm. Cái con này giá rẻ mà nó lại đem là hoa nhiều nữa các bác ạ. Giá rẻ hoa rất là nhiều. Phân nhánh, phân cành. Đơn này em để các bác nhà mình là 280.000 cho 3 cây. Tức là 280 các bác có 3 cây như thế này này. Đây con này nó dễ lấy nên em lấy ra luôn. 280 các bác có 3 cây như này. Các bác chỉ tầm lấy một combo như thế này thôi, các bác đã được rất rất là nhiều hoa rồi. Cái loại này thì các bác để lên bàn uống nước ấy, nó vừa lắm. Vì cây của nó cũng không phải là quá dài mà cũng không phải là quá ngắn đâu các bác. Nó hoa rất là tươi đẹp nhá. Được cái con này là size gốc của nó là 3.0. Đấy nên là cây rất là vừa. 280.000 cho 3 cây ạ. Màu hoa rất là đẹp. Hôm nay có màu trắng này, màu tím, màu đỏ và màu hồng các bác ạ. Các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại đó là 0974 752 462. Cảm ơn các bác nhà mình đã theo dõi hết video của phiên tối ngày hôm nay ạ.